Xin chào anh chị nhà đầu tư. Trong bản tin cổ phiếu tâm điểm hôm nay, chúng ta cùng trao đổi với nhau về cổ phiếu PVS. Vì mình cho rằng hôm nay PVS đang có điểm xác nhận đảo chiều, kết thúc cái nhịp điều chỉnh và tiếp tục cái xu hướng tăng giá đấy mà anh chị cần phải có những cái điểm mua rất là sớm để chúng ta có được lợi nhuận. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta lý giải với nhau xem là cái phiên hồi phục ngày hôm nay là một phiên bull trap thị trường giảm tiếp hay là một phiên xác nhận tạo đáy số 2. Ở phần đầu tiên như anh chị đều biết rồi, khi mà thị trường điều chỉnh thì chúng ta nên quan tâm nhiều đến cổ phiếu hơn. Đặc biệt khi mà thị trường điều chỉnh bình thường, thị trường chỉ điều chỉnh trong cái xu hướng sideways thôi. Và trong xu hướng sideways thì sẽ có rất nhiều cổ phiếu mạnh, nó có thể cân bằng sớm và nó tạo đáy sớm. Chỉ cần thị trường thì cần cân bằng thôi là nó tăng điểm. Đây là khoảng thời gian vừa qua chúng ta trao đổi với nhau đó. Ngoài cái câu chuyện là thị trường chung ra, chúng ta trao đổi với nhau với rất nhiều về cổ phiếu mạnh. Ví dụ như là cổ phiếu dạng bất động sản, ví dụ cổ phiếu ngân hàng, hay là hôm qua chúng ta trao đổi với nhau ba cổ phiếu rất là mạnh, đó là TNG, DPG và PTB. Thì hôm nay thì mình sẽ đem lên cho anh chị một cổ phiếu rất là mạnh nữa, đó là cổ phiếu PVS. Thì thực sự lấy PVS hôm nay anh chị thấy là hôm nay là phiên PVS tăng rất tốt, tăng tầm khoảng 2-3% với khối lượng ở mức 8 triệu cổ. Thì anh chị thấy hôm nay thì PVS có một cái mức tăng điểm có thể chúng ta có thể gọi là tốt so với mặt bằng chung. Anh chị thấy là gì ạ? Những cổ phiếu khác trong nhóm dầu khí như là PVD chẳng hạn tăng tầm khoảng rất là ít thôi, chưa được 1%. PVC, PVB chẳng hạn tăng tầm khoảng 2.68-86% cũng bình thường thôi. Hay là cổ phiếu dạng PLX chẳng hạn, nó thậm chí còn giảm điểm. Anh chúng ta thấy những cổ phiếu khác, những cổ phiếu quốc dân khác như nó chứng khoán chẳng hạn cũng thực sự không có những mức hồi phục đáng chú ý. SSI chẳng hạn cũng không tăng quá nhiều. Hay là cái nhóm cổ phiếu dạng bất động sản thế mà chỉ có một vài cổ phiếu mạnh thôi. Thì chúng ta thấy PVS so với mặt bằng chung nó đang là một cổ phiếu rất mạnh. Còn so với mặt cấu trúc, chúng ta thấy PVS đang là những cái nhịp diện điều chỉnh kiểm định lại vùng nền lớn. Về PVS chúng ta thấy cổ phiếu nó có một cấu trúc tích lũy rất lớn, một cấu trúc tích lũy kéo dài tầm khoảng 8 tháng từ những khoảng thời gian tháng 9 đến hiện tại đến những khoảng thời gian cuối tháng 3, tức là cổ phiếu đã tích lũy tầm khoảng 6 đến 8 tháng rồi. Thì một cái vùng nền tảng tích lũy dạng khối lượng cạn kiệt, đây là một cái vùng nền tảng tích lũy rất tốt. Cái cấu trúc này mà khi nó tích lũy xong ấy, nó có những điểm nổ lên, nó có những điểm nổ lên, một phiên nổ lên chuẩn sách giáo khoa, tăng gần trần, tăng 8% với khối lượng thuyết phục là 16 triệu cổ. Đây là một phiên nổ không có gì để chê cả. Và sau cái phiên nổ này nó có tính chất nó mở ra một cái xu hướng tăng mới. Đấy là cái điều mình luôn chia sẻ với anh chị. Tại sao mình nhắc đi nhắc lại cái quan điểm của mình về phân tích cổ phiếu? Vì thực sự thì con người hay là não bộ ấy, nó có một cái tính chất đó là học hỏi thụ động, mà chúng ta sẽ rất dễ dàng học hỏi với những cái sự vật, những cái sự việc gì nó xảy ra liên tục. Nên là trong tất cả những cái video của mình ấy, mình đều nhắc lại cái cách phân tích của mình về cấu trúc là như vậy. Tìm cái nền tảng tích lũy và tìm ra những cái điểm nổ xác nhận cái xu hướng. Từ đó anh chị xem video, chúng ta không những là chúng ta có thể hiểu được cổ phiếu, chúng ta có được cổ phiếu tiềm năng, mà anh chị sẽ hình thành một cái kiến thức phân tích cổ phiếu nó tốt cứ dần dần như thế. Về PVS thì anh chị biết rồi, cái cấu trúc tích lũy mà có điểm nổ lên rất là quen thuộc. Mà anh chị thấy cuối những giai đoạn tích lũy chúng ta thấy là những cái, có những cái dòng tiền rất đáng chú ý đang mua vào, dòng tiền rất lớn mua vào cổ phiếu anh chị thấy nhá. Trong cái nền tảng tích lũy tôi đã có những tay to, người ta giải ngân rất nhiều, mấy chục triệu cổ, 15 triệu cổ phiếu, 12 triệu cổ phiếu, thậm chí là 20 triệu cổ phiếu người ta giải ngân vào những cái vùng nền dưới, những vùng giá 37 người ta mua gom rất là gấp gáp, và sau đấy cổ phiếu nó tăng giá chỉ là câu chuyện thời gian thôi. Nên chúng ta thấy cái vùng nền tảng tích lũy của PVS và có điểm nổ của PVS nó đang cho thấy một cái xu hướng tăng trong trung hạn. Và cái nhịp điều chỉnh vừa qua chỉ thấy rằng một cái nhịp điều chỉnh vừa qua sau cái cú nó sau cái cú bật lên ấy, thì cũng sẽ là một cái nhịp điều chỉnh rất bình thường, rất êm ái thôi, và khối lượng có xu hướng cạn kiệt dần. Anh chị lưu ý nhá, cổ phiếu mạnh hay không ấy thì chúng ta cần phải soi chiếu nó trong những cái bối cảnh thị trường điều chỉnh, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Và cổ phiếu mạnh ấy, nó phải kiểm định trong những cái thời khắc nó khó khăn. Anh chị thấy thời gian vừa qua này thị trường nó có cú điều chỉnh trong 10 phiên gần nhất ấy, thị trường nó xuống điều chỉnh và cái khối lượng thị trường điều chỉnh ấy, nó duy trì mức tương đối cao. Hay là có những cổ phiếu khác, ví dụ cổ phiếu sẽ là PVD chẳng hạn, nó có những nhịp điều chỉnh rất sâu và khối lượng của nó có xu hướng tăng dần, và hôm nay nó chỉ là một phiên hồi phục rất yếu thôi và khối lượng hầu như là không có. Nhưng mà trái lại PVS ngay lập tức quay trở lại đường đua tăng gần 3%, và cây đến hôm nay là một cây phủ nhận lại nỗ lực giảm giá hôm qua. Anh chị thấy không ạ? Về mặt cấu trúc hay về mặt fraction, về mặt ngắn hạn, chúng ta thấy PVS đang cực kỳ mạnh. Ngắn hạn là rõ nhất,
cổ phiếu ngay lập tức phủ nhận lại cái nỗ lực tăng giá, nỗ lực giảm giá ngày hôm qua bằng một cây nến tăng phủ nhận. Và khối lượng ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là một khối lượng rất tốt, một khối lượng lớn hơn khối lượng hôm qua rất là nhiều, để cho thấy một cái lực cầu bắt đáy cổ phiếu PVS. Đây là với PVS, cái điểm hôm nay là cái điểm mua kiểm định nền tảng lớn của cổ phiếu. Nền tảng lớn có chưa ạ? Nền tảng lớn đây, điểm nổ có chưa ạ? Điểm nổ xác nhận cái xu hướng tăng trong trung hạn có rồi. Và khi mà cổ phiếu nổ lên ấy, không có nghĩa nó tăng ngay đâu. Trong những trường hợp thị trường có rung lắc, nó có thể dạng nghỉ ngơi, điều chỉnh trở lại, kiểm định trở lại và sau đấy nó tiếp tục tăng giá. Thì với cái tín hiệu cổ phiếu tạo ra một cái nến đảo chiều ngày hôm nay, phủ nhận lại nỗ lực giảm ngày hôm qua, thì chúng ta có thể khẳng định rằng cổ phiếu này đã tạo đáy sớm, và dạng sẵn sàng bước một cái quá trình tăng giá tiếp theo. Nó sẽ tiếp diễn cái xu hướng tăng giá được xác nhận với cái nền tảng tăng này thôi. Và anh chị biết rồi, một cái nền tảng tích lũy 6 tháng thì thường cái sóng tăng của nó cũng phải là một cái sóng tăng trong trung hạn kéo dài bằng tháng trời. Chúng ta thấy cổ phiếu DGC tương tự cũng là một cấu trúc tích lũy tương tự thôi. Nó cũng có điểm nổ lên và khi mà nó nổ lên nó xác nhận cái xu hướng tăng ấy, là nó bước vào một quá trình tăng giá trong trung hạn. Và trên cái đường tăng giá ấy, không có nghĩa nó tăng ngay đâu, nó sẽ có những cú kiểm định trở lại sát những cái vùng nền lớn. Hay cổ phiếu gì nữa, hay cổ phiếu FPT tương tự, anh chị thấy có cái cấu trúc tích lũy và nó có những cái điểm nổ lên tốt và nó có những cái nhịp nó nghỉ ngơi trở lại, để tiếp tục nó đi lên. Anh chị thấy có những cái đến dạng xác nhận đảo chiều là nó tiếp tục dạng nó vượt đỉnh luôn. Hay là cổ phiếu dạng SSI tương tự, mình hay lấy cổ phiếu SSI cho anh chị dễ hiểu. SSI là chúng ta thấy những cái nền tảng tích lũy đầu năm 2023 ấy, nó cũng có những cái nền tảng tích lũy và nó cũng có điểm nổ lên, nhưng mà sau cái điểm nổ lên ấy, thường cổ phiếu nó sẽ có xuống dạng nó điều chỉnh, nó kiểm định trở lại và sau đấy thì nó có thể tiếp tục tăng điểm. Cái cú kiểm định này thì có thể là một cú kiểm định rất nhẹ nhàng, đây là cổ phiếu PVS thôi, hay thậm chí cái cú kiểm định này nó thể hình dưới hình thái một cái vùng tích lũy, một cái vùng tích lũy nhỏ để cổ phiếu tăng điểm. Rất nhiều cổ phiếu nó có cấu trúc tương tự, FTS tương tự này, một cái điểm nổ lên này, cổ phiếu nó không tăng ngay đâu, nó tích lũy trở lại mà nó tăng điểm. Nên chúng ta thấy PVS hôm nay chúng ta thấy là một cái điểm về mặt cấu trúc là một điểm kiểm định nền tảng lớn. Và về mặt ngắn hạn, chúng ta thấy cổ phiếu này tạo ra một cái cây nến đảo chiều. Và với cây nến đảo chiều này đặt trong bối cảnh cổ phiếu có cấu trúc rất tốt, chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng giá lên tới. Và thường một cái vùng nền tảng tích lũy này, cái sóng tăng của nó lại tăng rất dài. Nó lại kéo dài tầm khoảng một vài tháng trở lại. Nó giống cái nhịp dạng, nó giống khoảng thời gian tháng 5, tháng 6 này, chị thấy. Nó cũng có những cái vùng nền tảng tích lũy rất tốt và nó có cái điểm nổ lên. Nó cũng có những cái điểm nổ lên và thường sau cái điểm nổ lên ấy, nó tăng liền trong tháng mấy ạ? Tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 8, tháng 9, tháng 10. Tức là nó tăng từ vùng giá 28 lên đến vùng giá tầm khoảng 40 thì nó mới ngừng lại, nó tiếp tục tái tích lũy. Anh chị thấy nó tăng bao nhiêu phần trăm? Nó tăng tầm khoảng 43-44% trong tầm khoảng 3-4 tháng đấy. Nên anh chị thấy cổ phiếu nó đã có cấu trúc tăng rồi ấy, thì chắc chắn nó sẽ tăng giá thôi. Mặc dù thị trường chung ấy có thể có những rung lắc, nhưng mà những cổ phiếu khỏe thì là PVS, nó điều chỉnh rất ít, nó điều chỉnh rất khối lượng rất cạn kiệt thì nó cân bằng sớm và nó tăng giá thôi. Đây là về PVS, hôm nay thì bên mình cũng mua một ít, sáng nay thì mình có mua một ít, anh chị thấy đây, mời anh em lên tàu PVS. Nhóm mình thì không hô hào đâu, nhóm mình thì toàn là mời nhau lên tàu, mời mua PVS và điểm mua là backtest nền tảng lớn, rất chuẩn hiểu qua. Những cái điểm mua này, những cái điểm mua mình rất là yêu thích. Mình thì không đua trần bao giờ đâu. Cổ phiếu nó có trần thì là mình không mua. Còn những cái điểm nó điều chỉnh trở lại là những cái điểm chúng ta bắt đầu mua gom. Mua gom thoải mái, mua gom thong thả, anh chị thấy. Cổ phiếu nổ lên không bao giờ tăng ngay đâu. Đặc biệt là những cái vùng nền tảng lớn này. Vùng nền tảng lớn khi mà nó nổ lên là sóng trong trung hạn, mà sóng trong trung hạn kéo dài vài tháng. Chúng ta nhanh chậm một hai phiên thì có liên quan gì nhau đâu. Cũng không chết người đâu. Nên là anh chị thấy cổ phiếu nổ lên ấy, có điểm nổ rồi cứ bình tĩnh, chờ những cú backtest này mua thoải mái, anh chị thấy không ạ? Nên là về PVS thì mình nghĩ là sau những phiên tới đâu, hoặc là trong một vài tháng tới thì nó sẽ tăng giá, nó sẽ có cái trend tăng giá, cái vùng tăng giá này thì nó có thể một cái nhịp tăng giá cũng tương tự như cái nhịp tăng giá trước đấy, tầm khoảng 40%, tức là từ vùng giá 42 chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu nó phải tăng 40% nữa, tức là lên vùng bao nhiêu, lên vùng giá tầm khoảng 60 cho cổ phiếu PVS, lợi nhuận chúng ta là 40%. Anh chị nào mua 1 tỷ vùng giá này, tầm khoảng một vài tháng sau chúng ta có ngay 100 triệu, chưa kể là margin, rất là hấp dẫn. Nên là cổ phiếu PVS chúng ta cần đặc biệt quan tâm và mua sớm. Những vùng mua của chúng ta là những vùng khi một cổ phiếu điều chỉnh hay là một cái bài viên sau ấy, nếu cổ phiếu tiếp tục lình xình quanh vùng giá 42, vùng giá 43 vẫn là một điểm chúng ta có thể mua được. Vì góc nhìn chúng ta là cái trên tăng giá trong trung hạn, mà trên tăng giá trong trung hạn ấy, chúng ta mua nhanh chậm một hai phiên ấy, không phải là vấn đề, ngày mai mua vẫn được. Bản thân mình thì mua hôm nay rồi, nó mua rất tốt, mua tầm 10 giờ sáng, tức là mua vùng giá tầm khoảng dưới 42.
hôm nay thì trong phiên đang lại từ khoảng hơn 1% rồi, rất là tuyệt vời. Anh chị lưu nhé. Và cái điểm của PVS này thực sự cũng là một điểm rất là tốt, điểm rất là mạnh. Cổ phiếu nó có dòng tiềm năng rất là mạnh. Và trong cái nhóm dầu khí thì hầu như chỉ có PVS nó tăng điểm thôi. PVD rất yếu, anh chị lưu nhé. PVD hôm qua giảm gần sàn về khối lượng cao thì nhìn chung PVD là con yếu hơn PVS. Và khối lượng nó tăng dần này nữa, hôm nay cũng chỉ là phiên hồi phục rất là yếu thôi. Nên là nhóm dầu khí anh chị thấy PVS tăng điểm nhưng đừng mua PVD nhé. Đừng mua những con khác nhé, cứ chỉ tập trung vào những con mạnh nhất thôi. Vì thị trường này là một thị trường của phân hóa, không phải tất cả đều tăng điểm đâu. Chỉ có một vài con cổ phiếu nó mạnh thực sự nó mới tăng điểm. Còn PVD nhìn chung cái cổ phiếu này nó cần tích lũy thêm. Anh chị thấy khi mà nó tăng giá này, nó tăng giá rất chắc chừng và nó có những cái phiên giảm điểm khối lượng cao thì thường cổ phiếu này nó sẽ có sụp, nó cần một cú nó rũ bỏng thêm. Rũ bỏng thêm để rũ bỏng toàn bộ nó lại, hay là trong trường hợp nó tích cực hơn ấy, thì nó cần đi ngang nó tái tích lũy trở lại. Đi ngang nó tái tích lũy trở lại rồi nó mới có thể tiếp tục tăng điểm. Nó giống như cái nhịp này thôi, khi cổ phiếu nó đi lên nó gặp rất nhiều trắc trở thì nó cần những cú nó rũ trở lại, và sau đấy khi mà nó bắt đầu dẹp, nó siết lại một cái vùng biên độ và gì biên độ hẹp thì cổ phiếu làm sao nó mới tiếp tục nó tăng giá được. Nên là một cổ phiếu nó để tăng giá được thì nó sẽ cần dạng cần rũ bỏ rất nhiều, cần rũ bỏ nó lại, thậm chí là tích lũy trở lại để tổ chức người ta gom hàng sau thì nó mới tiếp tục nó tăng được. Hay như cái nhịp này cũng tương tự thôi, anh chị thấy có những cái nhịp nó tăng giá là rất chắc trở này, sau đấy thì nó có được cú nó rũ bỏ xuống, nó siết lại vùng nền dao động thì sau đấy thì sao thì nó mới có thể tiếp tục nó tăng giá trong thời gian tới. Nên là về nhóm dầu khí thì thực sự chỉ có PVS là mạnh thôi. Còn những cổ phiếu khác thì là PVD chúng ta thấy rất yếu. PVD hôm qua thậm chí giảm điểm rất sâu, hay là dạng PVB tương tự. PVB thì là một cổ phiếu dạng vốn hóa rất là nhỏ và thanh khoản rất nhỏ. Nên thực sự thì PVB nó không đại diện sức mạnh của nhóm chung, nên là chúng ta bỏ qua PVB. Và PVB hôm nay cũng chỉ là một phiên hồi phục bình thường thôi. Thì cây nấy của nó thì cũng chưa hoàn toàn là phủ nhận cái nỗ lực giảm giá hôm qua. Và cái khối lượng nó rất là nhỏ, nên là nhìn chung PVB nó rất là 50-50. Nó không rõ ràng như là PVS. PLX thì là quá rõ ràng rồi, rất tiếp tục yếu. PVT càng yếu hơn, anh chị thấy không ạ? PVT càng yếu hơn nữa. Nó đang gãy nền. Có thể đây là một cú rũ bỏ, nhưng mà sau những cú rũ bỏ này để cổ phiếu tăng tiếp được thì nó cần dẻo hồi lại. Nó cần phải hồi lại, nó quay trở lại vùng nền tích lũy. Nó tích lũy thêm trở lại rồi nó tiếp tục tăng điểm. Nên là nhìn chung dầu khí chỉ có PVS là đánh được thôi. Và PVS anh chị nghĩ là đây sẽ là một cơ hội đầu tư cho anh chị thời gian tới. Vì về mặt cấu trúc chúng ta thấy cổ phiếu này đây là một cái xuồng tăng giá trong trung hạn, là một điểm đảo chiều trong ngắn hạn để tiếp tục cái xuồng tăng giá trong trung hạn. Và mình dự phóng này, cổ phiếu PVS khả năng cao nó còn tăng từ 40% nữa. 40% nữa là hoàn toàn khả thi. Đã mua rồi đây, mời lên tàu PVS. Thì đấy là cổ phiếu PVS ngày hôm nay. Ngoài ra thì anh chị thấy đây, thị trường chung ngày hôm nay là một thị trường dạng nó giảm đầu phiên và nó hồi phục về cuối phiên thôi, và khối lượng này cũng rất là hạn chế. Nên là về mặt thị trường, về mặt trạng thái thị trường đang mức trung tính nhé. Và phiên hôm nay thì mình có thể khẳng định luôn thị trường thì chưa xác nhận hai đáy. Thường một cái xuồng tăng lớn và một cái vùng nền tảng lớn đấy, hai đáy rất lớn, nó phải cách nhau khoảng một khoảng thời gian cơ. Đó như là khoảng thời gian đầu năm 2023 này. Có những cái nhịp test đấy thì thường những cái nhịp test phía sau ấy thì phải là cái nhịp test đấy lớn nữa, không chỉ là những cái phiên cách nhau một vài hôm là test đâu. Test phải là test nền tảng lớn, test nhiều lần và test cách xa nhau ra thì những cái dạng cái nền tảng đấy, cái vùng hỗ trợ đấy nó mới là một cái vùng hỗ trợ tiềm năng. Anh chị lưu ý nhé. Còn trong ngắn hạn thì những cái nhịp test đấy nó không quá nhiều vấn đề đâu. Và thường cái vùng đáy tiềm năng được test lại thì theo mình thì phải là vùng giá, thì phải là cái vùng giá 1235 anh chị đấy. Có hai lần test đây, và cái lần test thứ hai là một cái cây nến vôn to cực đại. Một cây nến vôn to cực đại và rút chân được thì đây mới là một cái vùng đáy tiềm năng, một cái vùng đáy dạng một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng và đáng tin cậy. Còn những cái vùng tập khoản nó rút chân bên này chị đấy, còn những cái vùng người ta đang bàn tán với nhau ấy, thì là những cái vùng giá 1245 ấy, thì thực sự thì nó test hai cái phiên này ấy, nó không quá nhiều ý nghĩa đâu. Và phiên hôm nay nó hồi phục được ấy, là do dạng thị trường chung giảm điểm do hiệu ứng của thị trường chứng khoán thế giới. Nó giảm điểm ngay từ đầu phiên thì nó hồi lại là bình thường thôi. Những cái phiên test đấy, một cú test ấy, một cú kiểm định, trong bản thân cái từ kiểm định ấy, nó phải có cái ý nghĩa gì đấy nó mạnh mẽ cơ. Phải kiểm định mạnh mẽ thì cái vùng đấy nó mới là những cái vùng đấy tiềm năng, những cái vùng hỗ trợ tiềm năng. Còn những cái vùng dạng đầu phiên nó giảm rồi nó hồi tự nhiên thì thực sự nó không mang tính chất tiềm năng.
Nên là về thị trường hiện tại là một phiên cân bằng, nhưng không có nghĩa rằng thị trường đã có đáy hai. Mình phân tích đấy, đáy hai thì phải là một vùng đáy được kiểm định cách xa nhau ra, còn nó kiểm định liên tiếp thì chưa chắc là đáy hai. Và theo quan điểm của mình thì thị trường chung ngắn hạn thì vẫn đang là một cái suy giảm, một cái xuống giảm ngắn hạn nó trong một cái cấu trúc tích lũy lớn. Mà trong cấu trúc tích lũy thì anh chị biết rồi, thị trường luôn có xu hướng dạng nó điều chỉnh với những vùng biên dưới. Và vùng biên dưới chúng ta trong ba trong một tháng qua, trong tháng 3 vừa qua, trong cái vùng tích lũy vừa qua đó là vùng giá 1.235. Nên là trong thời gian tới chúng ta nên nên có thể là nên dè chừng, nên thận trọng, thị trường chung còn có thể tiếp tục giảm. Nên là những cái vùng này là những cái vùng chúng ta nếu mua, chúng ta chỉ mua gom những cổ phiếu mạnh, thực sự mạnh như là PVS, hay là những cổ phiếu tiềm năng tạo đáy như là TNG, như là DPG, PTB mình chia sẻ rồi, hay là những cái cổ phiếu như là dạng ngân hàng, những cái cổ phiếu dạng như là bất động sản, là những cái nhóm cổ phiếu rất là mạnh. Ngân hàng thì tạo đáy sớm đấy, mình chia sẻ rất là kỹ. Cái vùng cân bằng tiềm năng thì vẫn là 1.235 nhá, rất rõ ràng. Và nếu mà thị trường này về vùng đấy, nếu mà hồi phục thì chúng ta sẽ ưu tiên quan sát, ưu tiên và có những động thái là mua gom dần, giải ra mua gom dần những cái nhóm cổ phiếu tạo đáy sớm, ví dụ như là ngân hàng, hoặc là ví dụ những cái nhóm cổ phiếu rất mạnh như bất động sản. Anh chị thấy bất động sản hôm nay rất mạnh, những cái cổ phiếu mạnh ấy, thị trường chung không cần tạo đáy đâu, không cần hoàn toàn tạo đáy đâu, bán chỉ thị trường chung ấy chỉ cần giảm điểm, bớt giảm thôi, cân bằng một chút thôi, là những cái cổ phiếu mạnh ấy, nó tiếp tục tăng giá rất ghê gớm. Anh chị thấy TCS chẳng hạn là một cổ phiếu bất động sản, những cái cổ phiếu bất động sản hôm nay nó chứng minh cái luận điểm mình rất chính xác. Mình chia sẻ rồi, những cái cổ phiếu mạnh ấy, nó điều chỉnh rất ít, và những cổ phiếu mạnh không cần thị trường chung tạo đáy đâu, nó có thể tạo đáy trước thị trường, và khi thị trường hồi phục một cái là nó có thể vượt đỉnh ngay lập tức. Anh chị thấy TCS tăng gần trần hôm nay này, tăng gần trần, và TCS vẫn đang tiếp tục cái xu hướng tăng của nó. Trong 10 phiên vừa qua thị trường nó là xu hướng giảm, là một xu hướng giảm ngắn hạn, nhưng mà trái lại TCS nói chung ấy, hay là một vài cổ phiếu bất động sản khác ấy, nó là xu hướng tăng, nó là xu hướng tăng không thể bàn cãi. Và cái xu hướng tăng này bắt nguồn từ đâu? Xu hướng tăng này là bắt nguồn từ một vùng nền tảng tích lũy, chắc chắn rồi, nó có nguyên nhân, nó kết quả tích lũy xong rồi thì nó vào pha tăng giá là điều đương nhiên. Nên đấy lý do tại sao để trong những cái nhận định của mình cực kỳ ưu tiên nhóm bất động sản, là cái nhóm cổ phiếu khi mà thị trường chung rung lắc ấy, nó không hề rung lắc nhiều, nó đi ngang, thậm chí nó còn tăng vượt đỉnh như là TCS, hay là như là dạng DIG đang rất vững, hay như Đạt Phương chẳng hạn. Những cái cổ phiếu nó tăng ngược cái xu hướng chung là những cổ phiếu rất mạnh mẽ và chúng ta cần phải lưu tâm. Đây là những cái dấu hiệu rất rõ ràng của một cổ phiếu dẫn dắt, một cổ phiếu siêu khỏe, của một siêu cổ phiếu. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, mà cổ phiếu mạnh là phải thử thị trường chung rung lắc chúng ta mới thấy được. TCS tương tự chỉ là những cái cổ phiếu động sản ấy, những cái nhịp điều chỉnh vừa qua khi thị trường chung tiếp tục điều chỉnh ấy, nó tăng giá hay là ba phiên gần nhất chúng ta thấy nó chỉ là lình xình thôi, nó chỉ là lình xình đi ngang, nó tích lũy trở lại mà khối lượng cạn kiệt thôi. Và cái quan trọng đó là cái xu hướng của nó là xu hướng tăng trong trung hạn, bắt nguồn từ một vùng nền tảng tích lũy, một cái vùng nền tảng tích lũy từ khoảng thời gian tháng 8, tức là nó tích lũy tầm khoảng 8 tháng rồi, nó khối lượng cạn kiệt và nó có những điểm nổ, những điểm nổ này là nó xác nhận vào cái xu hướng tăng giá trong trung hạn. Anh chị lưu ý nhé, nó giống cổ phiếu DGC thôi. Anh chị nào mà chưa tin cứ nhìn lại quá khứ, những cổ phiếu tăng giá rất là mạnh thời gian vừa qua ấy, nó đều có một cấu trúc riêng, cấu trúc riêng rất là đặc trưng, là nó tích lũy và nó nổi lên, và từ những cái điểm nổ đấy nó có thể đi lên bất chấp, đi lên 50% như là GVR chẳng hạn, nó vẫn đang tiếp tục đi lên. Anh chị thấy tích lũy này và nó tăng 50% từ nền, nên là những cái cổ phiếu bất động sản ấy, nó đã có một vài cái con cổ phiếu dẫn dắt, một vài cổ phiếu rất là ưu tú, nó tăng giá vượt thời gian, tăng giá bất chấp xu hướng, ví dụ là TCH hay là DIG chẳng hạn, chúng ta thấy những cổ phiếu rất mạnh. Còn điểm mua thì mình có chia sẻ rồi, nổ lên là không mua, những cổ phiếu những cái lần nó đi ngang này lình xình ấy là chúng ta nên mua, lình xình khối lượng thấp thì tại sao chúng ta không mua, và chúng ta cứ đu trần những cây này. Đây là với những cổ phiếu bất động sản, nếu trong thời gian tới nếu nó điều chỉnh chúng ta nên mua vào đi, vì chúng ta thấy cổ phiếu này đang là xu hướng tăng bất chấp xu hướng thị trường và nó có dòng tiền tham gia, và nó có thể dòng tiền tham gia. Đây là những cái phiên tới nếu mà nó có được cú nó rũ trở lại thị trường chung, thì trong những phiên tới nếu mà nó có điều chỉnh trở lại, nếu mà nó có điều chỉnh trở lại thì mình nghĩ rằng là bất động sản ấy nó cũng sẽ điều chỉnh thôi, nhưng mà điều chỉnh không sâu đâu. Và những cái cú điều chỉnh của bất động sản, đặc biệt là TCL, thì lấy khoảng thời gian chúng ta có thể mua vào. Thì hiện tại thì nó chưa tăng nhiều đâu, từ vùng nền ấy nó mới tăng tầm khoảng 20%, không hề nhiều một chút nào cả. Chúng ta hãy nhìn cổ phiếu DGC tăng bao nhiêu, tăng tầm khoảng gần 4%, tăng bao nhiêu, hơn 30%, hay là cổ phiếu diện, cổ phiếu GVR chẳng hạn tăng 50% từ những vùng nền lớn, thì chúng ta thấy bất động sản đấy nó sẽ còn nhiều số điểm để tăng điểm, đặc biệt là với những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu rất mạnh, ví dụ TCH, ví dụ DIG chẳng hạn, rất mạnh, anh chị thấy không ạ?
10 phiên vừa qua quỹ thị trường là cái xu hướng điều chỉnh, mà cổ phiếu bất động sản ấy, nó hầu như không điều chỉnh. TCH là xu hướng tăng, thậm chí DG là xu hướng tích lũy. Cái phiên hôm qua nó điều chỉnh khối lượng cực kỳ cạn kiệt, và hôm nay khi mà thị trường trung hồi ấy, là nó ngay lập tức giảm, nó tăng 2%, rất tốt. Và cổ phiếu này đi từ vùng giá tầm khoảng 32 đến vùng giá 33, mình cho rằng là vẫn là vùng mua tốt cho anh chị. Chúng ta có thể dành tầm khoảng 30% những cái điểm này cho cổ phiếu bất động sản, nếu anh chị nào mà đang lo lắng, nếu mà nhát tay, đây là điểm mua cho chúng ta, nhưng mà chúng ta mua ít thôi, chúng ta mua gom từng phần, chúng ta mua tầm khoảng 20-30% những cái điểm này thôi. Và mình tin rằng là khi mà thị trường chung ấy, nó điều chỉnh với những vùng hỗ trợ quan trọng về 1.235 chẳng hạn, nếu mà nó bật trở lại, nếu mà nó có những điểm nó tăng lên trở lại những vùng biên trên như là những cái nhịp tăng đầu tháng 3 chẳng hạn, thì bất động sản là một trong những nhóm ngành tăng mạnh nhất. Và chúng ta cần phải lưu ý, trong khi bất động sản tăng thì những con mạnh, những con dẫn dắt ấy, nó sẽ tăng nhiều hơn. TCH chẳng hạn tăng nhiều hơn, DIG chẳng hạn nó sẽ tăng nhiều hơn những con khác. Đây là về bất động sản rất là tốt, rất là mạnh, chúng ta cần phải lưu tâm cái điều đấy. Những cổ phiếu nào trụ vững khi thị trường chung điều chỉnh thì là những cổ phiếu rất mạnh. Và anh chị thấy đấy, thị trường mới hồi hai phiên thôi, TCH vượt đỉnh, DIG có như là không giảm giá và đang có xuống dạng lăm le vượt đỉnh thời gian tới, tích lũy và đi lên, đã tích lũy và nó có điểm nổ này rồi, thì cái việc nó đi lên ấy chỉ là câu chuyện thời gian thôi. Cái nhịp này còn nói thì mình thấy nó tương tự như cái nhịp dạng như là cái nhịp đi ngang của FPT khoảng thời gian tháng 2, nó cũng tích lũy tầm khoảng 2 tuần gì đấy và nó tiếp tục nó vượt đỉnh. Nên là với bất động sản thì DIG vẫn mua được, nếu là mình mới dạy giải ngân tầm khoảng 20%, và khách hàng của mình thì cũng đã được khuyến nghị giải ngân từng phần cổ phiếu này rồi, rất là tuyệt vời. Những vùng giá tầm khoảng 32, vùng giá 33, cái nhịp vùng nền này là vùng mua rất là tốt cho cổ phiếu bất động sản DIG. Hay là PLL tương tự, chúng ta thấy cái cổ phiếu bất động sản rất mạnh, rất ưu tú, nó hầu như là không điều chỉnh nữa khi thị trường chung, khi thị trường chung lắc, nên chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu bất động sản sẽ là những cái cổ phiếu tăng mạnh khi thị trường chung nó chạm đáy, chạm đến những vùng hỗ trợ quan trọng và nó hồi lên. Anh chị lưu ý, những cái vùng mua PLL là những vùng mua tầm khoảng 31, vùng giá tầm khoảng 32, những cổ phiếu kênh trên này rồi, nó có những điểm nổ này rồi thì nó sẽ vào cái xu hướng tăng, chị thấy nó có điểm nổ này rồi thì nó sẽ vào xu hướng tăng. Đây vẫn là một cái điểm gì, một cái trend tăng giá trong chung dài hạn của cổ phiếu PLL tuyệt vời. Hay là NTL tương tự, bất động sản nó có rất nhiều cổ phiếu dẫn dắt rồi nhé, có rất nhiều những cái con cổ phiếu nó tăng giá ngược thị trường rồi đó. Chúng ta thấy những cái nhóm này đã có những tín hiệu tăng giá rồi. Một cái dòng nó tăng ấy, nó luôn có cái tín hiệu đó là nó có một hay là một vài cổ phiếu nó đột nhiên mạnh, nó tăng ngược thị trường, nó tăng bất chấp thị trường, thì đấy sẽ là một trong những cái tín hiệu của một cái sóng ngành tiềm năng thời gian tới mà chúng ta cần phải nhìn nhận rất kỹ. Nhưng mà mua thì mình cũng khuyến nghị rồi, bất động sản mua được nhưng đừng mua bừa nữa, phải mua những con mạnh nhất. PLL cũng được, DIG được, hay là TCH nếu mà nó có điều chỉnh, hay là Đạt Phương tương tự. Đạt Phương thì vừa là bất động sản vừa là xây dựng đầu tư công, nhìn chung chúng ta xếp Đạt Phương vừa là xây dựng bất động sản thì cũng được thôi. Anh chị thấy nó rất mạnh thôi, Đạt Phương không khác gì TCH cả, cũng là một cái xu hướng tăng. 10 phiên vừa qua của thị trường điều chỉnh nhưng mà Đạt Phương lại là xu hướng tăng, Đạt Phương lại là xu hướng tăng. Và dạng nhịp này là cái nhịp nó tích lũy trở lại, nó nghỉ ngơi thôi, thì nó không khác gì những cái nhịp vừa qua của TCH cả, nó không khác gì 3 phiên vừa qua của TCH cả. Và mình tin rằng trong thị trường chung ấy, nếu mà nó cân bằng tiếp tục thì Đạt Phương nó sẽ tiếp tục tăng giảm, vì cái xu hướng tăng nó được xác nhận rồi, nó đã được xác nhận rồi. Trong xu hướng tăng, cổ phiếu điều chỉnh nghỉ ngơi là để tiếp tục tăng giá thôi. Anh chị lưu ý nhé, 10 phiên vừa qua Đạt Phương này là một cái xu hướng tăng. Cái xu hướng tăng này bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ một cái vùng nền tảng tích lũy, và những cái điểm nổ lên của nó, cái điểm nổ sớm ấy, cái điểm 18 tháng 3 nó nổ lên là điểm nổ sớm, và những cái điểm nó vượt nền là cái điểm chính thức nó nổ, chính thức vượt, nó xác nhận cái xu hướng tăng ấy. Thì khi cổ phiếu nó có điểm nổ xác nhận cái xu hướng tăng thì nó sẽ tăng giá điện tới thôi. Nhà Đạt Phương cái vùng giá tầm khoảng 51 hay là 49 là những cái vùng mua rất là ok cho các anh chị nào mà chưa có hàng. Anh chị thấy điều chỉnh khối lượng cạn kiệt này, mà khi thị trường chung nó điều chỉnh thì cổ phiếu nó lại tăng điểm, là một tín hiệu cực kỳ đáng tin cậy, cực kỳ đáng chú ý mà chúng ta cần phải lưu tâm. Anh chị thấy đấy, thị trường rung lắc, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái thói quen, chúng ta lựa chọn cổ phiếu, chúng ta tầm soát cổ phiếu, chúng ta thấy sẽ có rất nhiều cổ phiếu thú vị mà anh chị cần phải lưu tâm. Đấy lý do tại sao hôm nay mình đã tìm ra cổ phiếu PVS và mình khuyến nghị anh chị tham gia và lên vào cổ phiếu PVS. Hay là PTB tương tự thôi, để cổ phiếu nó rất mạnh anh chị đấy. PTB thì không khác gì PVS cả, cũng là những cái điểm dạng kiểm định lại cái vùng nền tảng lớn, một cái vùng nền tảng tích lũy nó nổ lên này và nó có cú điều chỉnh trở lại, kiểm định trở lại đến đúng cái nền tảng lớn thì nó dạng nó hồi,
nó rút chân lên, anh chị thấy nó khác gì pivot không ạ? Không khác gì pivot cả, cung nổ lên, cung có nền tảng lớn, chạm đúng nền tảng lớn này, rút chân ngay lập tức, đảo chiều ngay lập tức. Nên là PTB nhìn chung ấy, nó sẽ tăng giá thôi, cổ phiếu này nó sẽ tạo ra một cái dạng, cái cú kiểm định này là nó sẽ có dạng đó là một cái vùng tích lũy, một cái vùng tích lũy nho nhỏ kéo dài tầm khoảng một vài tuần và nó sẽ tăng giá ra tới. Nên là PTB trong khoảng thời gian tới nếu mà nó có rung lắc sẽ là một trong những cổ phiếu anh chị nên gom vào. Cấu trúc rất tuyệt vời, cấu trúc dạng tích lũy nền tảng lớn và kiểm định nền tảng lớn và sau đấy đi lên, nó giống như cái nhịp này thôi, cũng là những cái vùng nền tảng tích lũy lớn và khi mà nó nổ lên ấy, thì nó không tăng ngay, nó sẽ có nhịp nó nghỉ ngơi, nó kiểm định lại nền tảng lớn và nó tăng điểm. Cái cú kiểm định này có thể là một cái nhịp kiểm định nhanh chóng thôi, như là PVS, hay là cú kiểm định này thì nó có thể là một cái cú tái tích lũy nhỏ nhỏ như là PTB hay như là FTS tương tự nữa, có thể cú nó kiểm định trở lại theo hướng là tích lũy, một cái vùng nền tảng tích lũy nhỏ và nó đi lên. Nên là thị trường này còn có thể điều chỉnh và khả năng còn có thể điều chỉnh nhá, nhưng mà điều chỉnh là để chúng ta mua. Sẽ có rất nhiều cổ phiếu nó tạo lại sớm, hay thậm chí có rất nhiều cổ phiếu nó đi ngược thị trường chung mà anh chị cần phải lưu tâm, ví dụ bất động sản, hay ví dụ như cổ phiếu PVS, hay cổ phiếu dạng TCH chẳng hạn rất là mạnh, hay thậm chí cổ phiếu FPT tương tự. Nếu FPT cái điểm này thì mình nghĩ rằng đây vẫn là điểm mua cho FPT, vì FPT tiếp tục tạo ra một cái vùng nền tảng lớn, một cái vùng nền tảng mới, tích lũy mới để cổ phiếu nó có thể tiếp tục tăng điểm. Anh chị thấy từ những vùng nền tảng lớn này cổ phiếu nó tăng giá và cái nhịp này nó đang có xu hướng nó tạo ra một cái vùng nền tảng tích lũy lớn, một cái vùng nền tảng tích lũy số 2 để nó đi lên. Khối lượng cạn kiệt mà khối lượng rất cạn kiệt, hầu như là không có ai bán ra. Và chúng ta cũng thấy đấy, khi mà thị trường chung điều chỉnh thì FPT nó chỉ giảm được khoảng bao nhiêu, nó chỉ giảm được khoảng 3% rất ít, thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy cổ phiếu khỏe ở thị trường chung. Và từ cái vùng nền này chúng ta thấy là FPT nó cũng chỉ cách cái vùng nền lớn tầm khoảng 20% thôi. Thì cái vùng nền này thì nó có cái tính chất tương tự như là cái vùng nền tháng 7. Cổ phiếu này nó cũng có một cái vùng nền tảng tích lũy mà nó tăng giá lên, mà nó tăng tầm khoảng 20%. 20% nó tiếp tục nó nghỉ ngơi và sau đấy nó vượt đỉnh lên. Nên là FPT cũng là một cổ phiếu rất mạnh mà chúng ta cần phải quan tâm. Thị trường không thiếu cổ phiếu đâu. Miễn là thị trường chung không tạo đỉnh, miễn là thị trường chung còn tích cực nhá, thì rất nhiều cổ phiếu nó sẽ tiếp tục tăng giá và thậm chí có thể tăng ngược thị trường chung. Nên là thời điểm hiện tại thì ngoài cái việc thị trường chung còn có rủi ro điều chỉnh ra, thì mình sẽ luôn hướng anh chị tới đến những cổ phiếu tiềm năng để chúng ta mua. Vì chúng ta đầu tư chứng khoán mà, chúng ta cứ nhìn về mặt tích cực, cứ hô sập, cứ sợ sập thì thực sự không thể kiếm được tiền. Mà khi mà thị trường chung điều chỉnh ấy, thì chúng ta nên lạc quan hơn, nên lựa chọn cổ phiếu. Vì chúng ta lựa chọn cổ phiếu mạnh, tìm ra cổ phiếu mạnh thì đấy mới là những cái khoảng thời gian chúng ta kiếm được tiền. Còn chúng ta cứ hô sập, cứ sợ hãi thiệt hại thì thực sự không kiếm được tiền đâu. Nên là khi mà thị trường chung ấy, dù nó có tiêu cực hay dù nó có sập thế nào ấy, thì chúng ta cũng nên giữ cái tinh thần lạc quan. Cơ hội còn đó, cơ hội còn rất nhiều. Anh chị lưu ý nhá, rất nhiều cổ phiếu mạnh mình kể sơ sơ đã có bất động sản này, có dầu khí PVS này, hay là FPT này cũng là một điểm sẽ tích lũy nền tảng lại để nó tăng giá này. Đây cũng có thể là dạng coi là một cái hai đáy, một cái vùng tích lũy hai đáy, một cái mô hình hai đáy để chúng ta có thể mua cổ phiếu FPT rất tuyệt vời. Những cái vùng giá tầm khoảng 113 này, 114 này chúng ta vẫn có thể mua được vì nó vẫn đang trong vùng nền tích lũy, nó vẫn đang trong vùng nền tích lũy và cổ phiếu nó chưa tăng nhiều đâu. Nó mới tăng tầm khoảng 20% từ nền lớn đâu. Nó vẫn còn dư địa để nó tăng giá. PTB rất là nhiều đó, PVS chẳng hạn rất là ok. Anh chị nên tập trung vào những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu tạo đáy sớm, bất động sản nữa, hay là ngân hàng cũng được đấy. Ngân hàng cũng đang có xu hướng dạng nó tích lũy thêm và ngân hàng cũng là một nhóm cổ phiếu dạng nó tạo đáy sớm, nó tạo đáy hình chữ V kép, nó tạo đáy chữ V kép, ví dụ như là dạng CTG chẳng hạn đang tạo ra một cái vùng nền tích lũy mới và cái vùng tích lũy này nó có dạng hai đáy V kép được xác nhận đấy, lần thứ nhất đấy, lần thứ hai kiểm định này, khối lượng cạn kiệt này, khả năng cao chúng ta mua vùng giá 33 lên vùng giá tầm khoảng 36 thì chúng ta có thể bán được. Còn nếu mà để vượt đỉnh thì cần thêm thời gian nhé. Để vượt đỉnh cần thêm thời gian. Cổ phiếu ngân hàng ok nhé, mua vùng này được, MB được hai đáy đúng không, tích lũy hai đáy có thể mua được. VIB tương tự hai đáy nào, cổ phiếu này hai đáy đúng không, nó test trở lại cái vùng này. VIB thì không hai đáy nhưng mà nó test trở lại vùng đến tích lũy thì nó có khả năng dạng nó sẽ hồi lên thôi. ACB tương tự này cũng hai đáy đó, một đáy hai đáy này. ACB tương tự cũng là một cái vùng dạng tích lũy hai đáy rất tuyệt vời để chúng ta có thể mua được.
Đây là hiện tại thì thị trường có nhiều cổ phiếu rất là mạnh, anh chị có thể cân nhắc được nếu mà thị trường nó có điều chỉnh thêm, và khả năng có thể điều chỉnh thêm đấy chị ạ. Vùng này thì chưa chắc là đáy đâu, khả năng cao còn điều chỉnh thêm. Nó giống như cái nhịp này thôi, thị trường chung điều chỉnh này, cũng cân bằng này, cũng hồi lên lình xình này, và nó đạt thêm một cái nhịp rất mạnh, nó kiểm định lại cái vùng hỗ trợ quan trọng. Nên là hiện tại thì chúng ta đừng nên quá là dạng, đừng nên full tỷ trọng, đừng nên bắt đáy tỷ trọng lớn vội. Hãy đợi những cú điều chỉnh, hãy đợi những cú kiểm định trở lại và mua. Mua ở đâu ạ? Mua những cổ phiếu mạnh. Còn cổ phiếu mạnh như thế nào thì mình có chia sẻ rồi. Mình chia sẻ rất nhiều rồi, video mình chia sẻ hết. Mình không giấu gì đâu, cổ phiếu nào mạnh là mình chia sẻ luôn. Còn về điểm mua chính, còn về điểm mua thực tế thì anh chị nào mà chưa vững tay thì có thể nhắm cho mình. Mình sẽ chia sẻ cho anh chị những cái điểm mua tốt. Như là hôm nay mình mua PVS, sáng nay mua PVS. Anh chị thấy không ạ? Nên thị trường hiện tại nhá, nó chưa có gì xấu đâu, nó có thể điều chỉnh nhưng mà chỉ là điều chỉnh về vùng hỗ trợ thôi. Vì bản chất của nó ấy, vẫn là một cái vùng tích lũy. Mà trong quá trình tích lũy thì chúng ta có những nhịp tăng để chúng ta gì ạ, chốt lời. Còn có những nhịp giảm là để chúng ta mua cổ phiếu mạnh, mua cổ phiếu. Vùng hỗ trợ tiềm năng thì vẫn là 1.235 và khả năng cao có thể điều chỉnh về đây.